Thi Nhung. Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và ngay sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là bản tin cho biết về đề xuất Huế là kinh đô áo dài Việt Nam. Khái niệm kinh đô áo dài đã được đặt ra tại một buổi hội thảo khoa học hôm 8 tháng 7 và được nhiều nhà nghiên cứu đồng tình dựa trên dữ liệu lịch sử, truyền thống cũng như nỗ lực bảo tồn phát huy giá trị di sản áo dài của Huế. Buổi hội thảo đã nhắc đến dấu mốc quan trọng khai sinh trang phục áo dài từ đời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoác năm 1738 đến 1765. Đây cũng là người có công định chế y phục áo dài Việt Nam. Tại hội thảo, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng để Huế xứng danh là kinh đô áo dài Việt Nam, ông đề xuất cần phải phát triển hoạt động quảng bá để người dân thấy hết giá trị và tự hào về chiếc áo dài, tiếp tục nâng cao lễ hội áo dài tại Huế, tổ chức các hoạt động tri ân chúa Nguyễn Phúc Khoác và vua Minh Mạng. Đồng thời, cần lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa cho áo dài Việt Nam. Được biết, chiếc áo dài Việt Nam cho đến nay đã trải qua nhiều biến đổi và mỗi lần biến đổi đều có một nét đẹp riêng. Phát hiện một kho hàng lậu tại Lào Cai với doanh thu mỗi tháng hơn 10 tỷ đồng. Thưa quý vị, hàng chục ngàn sản phẩm tiêu dùng, nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng như là Burberry, Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci cùng với dàn máy móc hiện đại nhằm phục vụ cho việc mua bán trực tuyến đã vừa được giới hữu trách phát hiện tại thành phố Lào Cai khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Vụ bắt giữ được diễn ra sau khi giới hữu trách mất 6 tháng để điều tra và theo dõi các đối tượng có liên quan. Kho hàng lậu nói trên có diện tích hơn 10.000m2, tọa lạc trên đường Hoàng Diệu ở thành phố Lào Cai. Kho hàng do Trần Thành Phú, 28 tuổi, đứng tên. Theo thông tin ban đầu, thì doanh thu trong những tháng gần đây tại kho hàng này là hơn 10 tỷ đồng cho một tháng. Theo ghi nhận tại hiện trường, phía trong của kho hàng này là công việc kinh doanh được sắp đặt rất chuyên nghiệp, xây dựng mô hình như một công ty thu nhỏ với đầy đủ các bộ phận và được chuyên nghiệp hóa từng khâu nhằm mục đích bán được hàng nhanh nhất. Các giao dịch mua bán và chuyển tiền chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và COD. Vụ việc đang được giới hữu trách mở rộng điều tra. Tin từ Đà Nẵng cảnh báo nguy hiểm về một khu chợ tự phát ở sát đường tàu. Trong 70 năm qua, một khu chợ tạm đã tồn tại ngay trên tuyến hành lang đường sắt Bắc Nam, đoạn khu vực ga Kim Liên tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Theo ghi nhận, bất chấp những cảnh báo, nhiều người vẫn bày bán hàng hóa cách đường ray tàu lửa ra vào ga Kim Liên chưa đầy 1 mét. Nhiều người đi chợ ở đây có thói quen quan sát trước khi đi qua đường ray. Khoảng 3 năm trước, một người mãi nghe điện thoại đã bị tàu chạy qua va trúng. Nhờ đội mũ bảo hiểm nên người này chỉ bị thương. Chợ họp từ khoảng 4 giờ sáng và tan vào gần trưa. Mỗi lần có tàu qua lại hoặc dồn toa, nhân viên gác chắn lại phải dùng loa cảnh báo những người bán mua. Ngay khi tàu dời đi, cảnh mua bán lại tiếp tục. Người dân khi được hỏi cho biết mặc dù vẫn biết buôn bán như thế này rất nguy hiểm, nhưng vì mưu sinh nên phải chấp nhận. Chính quyền cho biết hiện nay đang cho xây dựng một khu chợ khác để người dân có thể họp chợ. Thêm vào đó sẽ phối hợp với ngành đường sắt để làm rào chắn ở khu vực trên nhằm tiến tới việc dẹp bỏ hẳn khu chợ tạm này. Bản tin từ Sài Gòn cho biết kiến ba khoang tấn công khu dân cư và ký túc xá. Trong những ngày qua thì kiến ba khoang đã xuất hiện rất nhiều tại khu dân cư và ký túc xá ở thành phố Sài Gòn. Nhiều người đã bị bỏng rộp viêm da vì tiếp xúc với dịch tiết từ kiến ba khoang. Vùng da nào tiếp xúc dịch tiết của kiến ba khoang thì sẽ tổn thương vùng da đó. Khi dính vào da tay, nếu không rửa sạch, thì vô tình sẽ làm cho dịch tiết dính vào nhiều vị trí khác trên cơ thể, gây nên tình trạng viêm da lan rộng. Theo ghi nhận thì kiến ba khoang xuất hiện nhiều nhất là về đêm, thường tập trung tại các bóng đèn và sau đó di chuyển đến giường chiếu và quần áo của người dân. Giới hữu trách cho biết trong thời gian gần đây, thành phố Sài Gòn đang vào mùa mưa, khiến cho kiến ba khoang xuất hiện nhiều hơn. Bên cạnh đó là tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu trong hoạt động nông nghiệp, cùng với tốc độ đô thị hóa tại các vùng ven như quận 9, quận 7, huyện Hóc Môn và Củ Chi, cũng đã khiến cho môi trường sống của côn trùng nói chung và của kiến ba khoang nói riêng dần mất đi, buộc chúng phải xâm nhập vào các khu dân cư. Thêm một vụ chế tạo súng đạn trái phép được phát hiện ở Thanh Hóa.
Chỉ trong tuần đầu của tháng 7 này, giới hữu trách tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 3 nhóm đối tượng chuyên chế tạo súng săn, thuốc súng và đạn tự chế. Chiều ngày 8 tháng 7, Công an huyện Quan Hóa cho biết vừa kiểm tra nơi ở của một thanh niên 29 tuổi trú tại khu vực và phát hiện nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động chế tạo súng đạn. Công an đã thu giữ 2 khẩu súng tự chế, một bộ khuôn đúc đạn súng hơi, đạn chì, nhiều mảnh chì dùng để đúc đạn, cùng nhiều dụng cụ có liên quan. Được biết, đối tượng này từng là thợ cơ khí, đã câu kết với một số người khác để chế tạo và mua bán mặt hàng này cho người dân đi săn bắn thú rừng. Cách đây vài ngày, 2 vụ chế tạo súng đạn tương tự đã được giới hữu trách phát hiện và xử phạt. Chính quyền cho biết hành vi chế tạo súng đạn trái phép như vừa nêu cần được kiểm soát chặt chẽ và nghiêm khắc hơn, bởi hiện nay có nhiều đối tượng hình sự đã dùng súng tự chế để phạm tội, gây phức tạp về an ninh. Ngoài ra, còn có nhiều vụ việc người dân đi săn thú rừng bắn nhầm vào người khác gây thương tích hoặc tử vong. Điều tra một phụ nữ sinh ở Tây Ninh bị đánh dã man trước đám đông. Vào ngày 9 tháng 7, Công an ở thành phố Tây Ninh cho biết họ đang điều tra và làm rõ về một video clip quay lại cảnh một nữ sinh bị một nữ sinh khác đánh dã man trước sự chứng kiến của nhiều người. Điều đáng nói là nữ sinh này bị đánh trước sự cổ vũ của đám đông gây phẫn nộ trong dư luận. Bước đầu, Công an xác định clip quay lại cảnh nữ sinh bị đánh xảy ra vào ngày 5 tháng 7 tại khu vực công viên Xuân Hồng thuộc thành phố Tây Ninh, giữa một nữ sinh 16 tuổi ngủ ở Tây Ninh và một nữ sinh khác ngủ ở Sài Gòn. Vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn từ trước giữa hai người. Sau khi bị đánh, nạn nhân đã giấu gia đình cho đến khi gia đình phát hiện video clip trên mạng xã hội Facebook. Sự việc ngay sau đó đã được trình báo đến Công an. Tin từ Hà Nội, một đàn trâu lăn ra chết bất thường khiến người dân hoang mang. 14 con trâu của 4 gia đình ở huyện Ba Vì, Hà Nội đã bất ngờ lăn ra chết, gây thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Nghi bị đầu độc, người dân hôm 9 tháng 7 đã thông báo đến chính quyền để làm rõ nguyên nhân. Được biết, người dân tại đây từ xưa cho đến nay, quanh năm sống bằng nghề làm ruộng và chăn nuôi. Do đó, của cải lớn nhất của họ là con trâu, con bò. Giờ đây, đột nhiên cả đàn trâu 14 con đã bất ngờ lăn ra chết, khiến cho nhiều người vô cùng lo lắng về kế sinh nhai trong tương lai. Theo nghi vấn ban đầu, đàn trâu lăn ra chết không ngoại trừ khả năng bị đầu độc. Giới hữu trách hiện nay đã lấy mẫu nội tạng và mẫu nước đi xét nghiệm. Khi có kết quả, chính quyền sẽ lên phương án hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại. Kho xăng dầu của một phi trường tại Ninh Thuận đột nhiên bốc cháy. Vào trưa ngày 9 tháng 7, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Ninh Thuận cho biết, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, cơ quan này, sau khi nhận được tin báo từ người dân, đã điều động xe chữa cháy đến một phi trường tọa lạc tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm ở Ninh Thuận để hỗ trợ dập tắt một vụ hỏa hoạn. Đám cháy được xác nhận xảy ra tại một kho xăng dầu trong phi trường Thành Sơn. Theo ghi nhận tại hiện trường, công an đã chốt chặn các con đường dẫn vào khu dân cư và cả khu vực nương rẫy ở gần khu vực xảy ra hỏa hoạn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Hiện chưa xác định được nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy nói trên. Thưa quý vị, tin từ Cần Thơ cho biết sạt lở bờ sông đã lan vào tận đường. Bờ sông Cái Tắc qua huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ bị sạt lở hơn 30 mét, hiện nay đã ăn sâu vào đường giao thông nông thôn, đe dọa đến nhiều căn nhà và sự an toàn của người dân. Vụ sạt lở được ghi nhận xảy ra vào sáng ngày 9 tháng 7. Tại hiện trường, phần sụp lún sâu khoảng 1 mét rưỡi so với mặt đường. Trước khi xảy ra sạt lở, người dân phát hiện khu vực này có vết nứt lớn nên thông báo cho chính quyền địa phương. Chính quyền ngay sau đó đã đến hiện trường kiểm tra và lắp biển cảnh báo, đồng thời nghiêm cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực này. Giới hữu trách cho biết, từ đầu năm cho đến nay, thành phố Cần Thơ đã xảy ra 23 địa điểm bị sạt lở, khiến cho 10 căn nhà bị trôi hoàn toàn xuống sông, 65 căn nhà khác bị sạt một phần và bị ảnh hưởng. Tổng chiều dài ảnh hưởng do sạt lở tính cho đến nay là 1.260m, thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, Cần Thơ ghi nhận tăng 16 vụ sạt lở với mức độ và quy mô thiệt hại ngày càng lớn hơn. Uống bia pha cồn, một người đã tử vong, hai người khác nguy kịch. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 7, đại diện Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cho biết một nhóm du khách người nước ngoài ở Khánh Hòa mang quốc tịch Kazakhstan đã pha cồn 90 độ vào bia để uống và hậu quả là một người tử vong, hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Khi tiếp nhận các bệnh nhân, các bác sĩ được cho là đã đặt nội khí quản,
cho thở máy và chạy thận cấp cứu. Thế nhưng một người vẫn không qua khỏi. Được biết cồn 90 độ chứa gần 82% methanol nên rất độc. Chỉ với một lượng nhỏ, methanol có thể gây mù mắt và cao hơn có thể gây tử vong. Khi uống vào cơ thể, chất methanol có thể gây tổn thương não, thần kinh thị giác, hoại tử não và tổn thương nội tạng. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào quý vị.